Bên lề hành lang nhà Quốc hội, mời quý vị gặp lại phóng viên Trang Linh sẽ trực tiếp thông tin thêm về nội dung làm việc chiều nay của Quốc hội. Xin mời phóng viên Trang Linh ạ. Vâng, xin kính chào quý vị, xin chào biên tập viên Thu Hoàng ạ. Thưa quý vị, nội dung thảo luận về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia thì nhận được rất là nhiều sự quan tâm. Và trong sáng nay thì đã nhận được hơn 70 lượt đăng ký phát biểu của các đại biểu Quốc hội. Và phát biểu tại hội trường sáng nay, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cũng dành thời gian trực tiếp lúc này cho truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn đại biểu ạ. Vâng, thưa bà, phát biểu tại hội trường sáng nay về chương trình giảm nghèo bền vững thì bà ý kiến cho rằng là đánh giá của đoàn giám sát vẫn còn trên tinh thần là nương nhẹ và chung chung. Vậy thì theo bà, nguyên nhân chủ quan dẫn đến những bất cập trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững là gì ạ, thưa bà? Theo tôi có cái nguyên nhân chủ quan dẫn đến cái việc là chúng ta triển khai cái chương trình giảm nghèo bền vững còn vô vàn các cái khó khăn. Đấy chính là nguyên nhân từ phía cán bộ phụ trách chương trình từ trung ương đến địa phương. Bởi vì sao? Theo thống kê cũng của đoàn giám sát, chúng ta đã có một cái hệ thống văn bản ban hành rất nhiều từ trung ương tới địa phương. Thế nhưng mà với cái số lượng đồ sộ văn bản như thế mà chúng ta vẫn thấy là gì? Văn bản ban hành còn thiếu hướng dẫn, văn bản ban hành còn chậm, thậm chí là đối với các văn bản đã ban hành thì phải sửa đổi rất nhiều lần, và có những văn bản sửa đổi rồi nhưng vẫn không thực hiện được, bởi vì có một cái độ vênh nhất định giữa cái chính sách chúng ta ban hành với cái thực tế thực hiện. Thậm chí có những văn bản có xung đột với nhau giữa bộ nọ với bộ kia. Như vậy là trong cái quá trình triển khai chúng ta không thể triển khai được. Thì theo tôi cần phải đánh giá rất rõ cái trách nhiệm đó. Nó thuộc về cái năng lực yếu kém của cán bộ, nó thuộc về cái phần trách nhiệm công vụ của chúng ta chưa được nâng cao, dẫn đến cái tình trạng là văn bản đã chậm, sau đó thì lại có quá nhiều vướng mắc phải sửa đi sửa lại để các địa phương không thể thực hiện được. Thì tôi thấy rằng đây là một cái điểm nghẽn cơ bản khiến cho chúng ta thực hiện chương trình quá khó khăn, và cái hiệu quả của nó trong cái thời gian qua là chưa như mong muốn. Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga vừa chia sẻ, đó là một trong những, và đây cũng là cái nội dung nhận được rất nhiều ý kiến thảo luận tại hội trường, đó là một trong những bất cập được chỉ ra và khiến làm chậm cái tiến độ của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đó chính là việc ban hành quá nhiều văn bản hướng dẫn. Và phần lớn các văn bản hướng dẫn thì khi ban hành thì đều có vướng mắc phải sửa đổi bổ sung. Vậy thì bà có thể chia sẻ rõ hơn thực tế này tại tỉnh Hải Dương như thế nào ạ? Thực ra đối với tỉnh Hải Dương chúng tôi thì nó có ít khó khăn vướng mắc. Tôi lấy ví dụ như là với cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì Hải Dương đã hoàn thành cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đã là một trong 5 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Thế còn đối với chương trình giảm nghèo bền vững thì Hải Dương cũng đang rất là nỗ lực để thực hiện. Tuy nhiên thì với chính sách ban hành thì không phải chỉ cho riêng một mình tỉnh Hải Dương. Đặc biệt là với cái chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững thì cái địa bàn cần thiết nhất đối với chương trình này chưa phải là cái vùng đồng bằng sông Hồng đâu, mà là cái vùng những cái vùng trung du miền núi phía Bắc, đặc biệt là những cái vùng đặc biệt khó khăn như là bãi ngang rồi thì là hải đảo vân vân. Thì với những cái nơi mà tỷ lệ hộ nghèo rất cao thì chúng ta cần phải có những cái chính sách từ cái chương trình giảm nghèo bền vững này để chúng ta giảm cái tỷ lệ hộ nghèo đa chiều. Tuy nhiên thì khi mà đi vào thực hiện thì tôi thấy là vướng rất nhiều. Tôi lấy ví dụ ngay ở trong báo cáo của đoàn giám sát đã chỉ ra chỉ một cái chính sách thôi, ví dụ như là chính sách hỗ trợ đất canh tác cho người dân cũng đã có rất là nhiều vướng mắc, bởi vì chúng ta thấy là gì? Đất canh tác là thứ nó không sinh ra được. Ở những vùng mà có điều kiện đặc biệt khó khăn về đất canh tác thì chúng ta hỗ trợ kiểu gì đây? Tôi lấy ví dụ như vùng núi đá Hà Giang chẳng hạn, có những cái nơi mà chỉ có toàn đá là đá thôi, người dân không có đất để canh tác, nhưng chúng ta lại triển khai cái chương trình hỗ trợ đất canh tác thì tôi nghĩ là quá khó khăn luôn. Bởi vì chúng ta không thể bê đất canh tác từ nơi khác đến để hỗ trợ cho bà con được. Thậm chí có những cái chương trình, có những cái dự án, tôi lấy ví dụ như là dự án hỗ trợ về đào tạo đại học và sau đại học chẳng hạn. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hướng dẫn là kinh phí hỗ trợ thì giao cho các cái cơ sở đào tạo. Nhưng mà trong cái đó Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì lại hướng dẫn khác là kinh phí hỗ trợ thì giao về cho địa phương chẳng hạn. Thế thì tôi thấy là rõ ràng là không phải cơ sở đào tạo nào cũng thuộc quyền quản lý của địa phương. Có rất là nhiều các cái trường đại học mà thuộc quyền quản lý của các bộ ngành trung ương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thế một mặt thì là yêu cầu là giao kinh phí cho các cơ sở, nhưng một mặt lại yêu cầu là giao cho địa phương. Thế thì các địa phương thực hiện như thế nào? Thì tôi thấy đây là cái điểm nghẽn rất lớn. Ngoài ra thì còn có những cái chính sách liên quan đến việc chuyển đổi sinh kế cho người dân thì cũng quá khó khăn luôn. Bởi vì người dân ở những vùng khó khăn đấy, thậm chí là họ chỉ có cái nghề duy nhất thôi, đấy là canh tác nông nghiệp chẳng hạn. Thế bây giờ yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp phi nông nghiệp thì chúng ta thấy là không thể làm được chứ. Bởi vì với cái điều kiện tự nhiên thực tế hiện có thì nếu như người dân có được hỗ trợ học nghề đi chăng nữa thì họ cũng không biết ứng dụng cái nghề họ đã được đào tạo vào cái lúc nào và làm như thế nào để cái nghề đấy mang lại sinh kế cho họ thì rõ ràng là không. Nên tôi thấy rằng là cái giữa cái chế độ chính sách của chúng ta với cái điều kiện thực tế chúng ta cần phải rà soát một cách kỹ lưỡng hơn nữa. Vậy thưa đại biểu, trong bối cảnh cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia thì đều đang chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra, theo bà thì chính phủ cũng như là các bộ ngành liên quan sẽ cần phải có những giải pháp như thế nào trong cách thức tổ chức thực hiện để có thể đẩy nhanh hơn nữa tiến độ của chương trình này trong nửa sau giai đoạn ạ? Tôi thấy đoàn giám sát cũng chỉ ra rất là nhiều các giải pháp, nhưng tôi muốn là chúng ta đặc biệt lưu ý và tập trung nguồn lực cho những giải pháp sau. Thứ nhất là chúng ta phải sửa đổi ngay các cái chính sách. Tất cả các văn bản hướng dẫn và các cái chính sách chúng ta đã ban hành ấy, nó có vướng mắc, thậm chí có những chính sách vênh nhau, có những chính sách không thực hiện được. Nếu như chúng ta không sửa đổi ngay thì chúng ta có tiến hành bao nhiêu biện pháp đi chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên việc đầu tiên là chúng ta phải rà soát hoàn toàn bộ cái khối lượng văn bản và sửa đổi các chính sách cho nó phù hợp với điều kiện thực tế. Và việc thứ hai tôi rất muốn đấy là chúng ta tập trung cho cái giải pháp con người, bởi vì chúng ta thấy là trong báo cáo cũng nêu rất rõ một bộ phận cán bộ công chức thì ngại khó ngại khổ, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc. Còn đâu thì chúng ta thấy là tiến độ triển khai các cái thành phần của dự án cũng như là các cái công việc ấy, nó quá chậm luôn. Thế cái chậm này nó không phải là chỉ do điều kiện khách quan, điều kiện khách quan đóng vai trò thứ yếu thôi, tôi nghĩ là như thế. Còn cái vấn đề quan trọng vẫn là điều kiện chủ quan, bởi vì bây giờ chúng ta cũng đã khống chế thành công dịch bệnh rồi, thế và kinh tế thì đang trên đà phục hồi và chúng ta cũng có đầy đủ các cái điều kiện khách quan để và 3 chương trình mục tiêu quốc gia này thì nhận được sự quan tâm rất lớn và chính phủ đang dành nỗ lực, dành nguồn lực để tiếp tục thực hiện. Vậy thì cái khâu tổ chức thực hiện, cái khâu con người là điều quan trọng nhất và đặc biệt là cái năng lực của những người thực hiện. Làm sao để tránh cái việc mà chúng ta cứ ban hành văn bản rồi chúng ta lại sửa xong vẫn không thực hiện được, các địa phương vẫn thấy rất là khó rồi lại sửa tiếp và cứ như thế thành một cái vòng luẩn quẩn thì tôi nghĩ rằng chúng ta rất là khó khăn trong quá trình thực hiện. Cho nên tôi thấy rằng giải pháp con người cũng là một cái giải pháp chúng ta phải nhấn mạnh. Trân trọng cảm ơn những hiến kế mà đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đã dành cho chương trình ngày hôm nay cũng như là ý kiến thêm của các đại biểu Quốc hội khi thảo luận tại hội trường để làm sao mà chương trình mục tiêu quốc gia có thể đảm bảo được những mục tiêu và yêu cầu thiết thực với ý nghĩa là không để ai bị bỏ lại phía sau. Một lần nữa trân trọng cảm ơn đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi phần trao đổi vừa rồi bên lề hành lang Quốc hội. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với trường quay. Dạ vâng, xin được cảm ơn phóng viên Trang Linh với những thông tin vừa rồi.